toàn sự, toàn thật rồi bố em mà. Giọng ca vàng trong xóm đi vào, giặt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước cái 52. Bước đi trong đất nước ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong đất nước thì just on the mic now. Mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì tầm thật thôi. Em làm vậy là chết Hà Nội của anh rồi, anh không biết nói gì hơn. Anh sâu rồi, amazing, good job em. À, cách đây 10 năm em cũng may mắn nhận được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên em nhận danh hiệu của bóng đá Việt Nam. Good job. Và anh rất là tự hào về em. Good job. Chúc mừng em. Good job. Chúc mừng em. Good job. Chúc mừng em. Good job. Giữa tay đây là mãi bên nhau bạn nha. Thể Công, một trong những đội bóng đặc biệt nhất của mảnh đất hình chữ S. Nói không quá, đây là đội bóng quốc dân đích thực trong nhiều năm kể từ thập niên 90. Đội bóng vinh quang nhiều nhất, đội bóng được yêu thích nhất. Nhưng thực sự đúng lúc đội bóng kỷ niệm 55 năm thành lập, thì một tiếng sét ngang tai, phiên hiệu Thể Công được thu hồi, suất chơi chuyên nghiệp được chuyển giao cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Tưởng chừng, đến đây là dấu chấm hết cho một tượng đài của bóng đá Việt Nam. Và rồi, sau cú hích thành công của lứa các cầu thủ trở về từ Thường Châu, bóng đá Việt Nam dường như hồi sinh và được người hâm mộ kỳ vọng. Câu lạc bộ Viettel cũng không phải là một ngoại lệ. Với sự hậu thuẫn phía sau của một tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, Viettel FC được đầu tư một cách mạnh mẽ ở đội hình 1 và công tác đào tạo trẻ cũng được quan tâm. Với các vệ tinh đã được xây dựng sau nhiều năm. Và rồi, cuối cùng quả ngọt cũng được gặt hái. Mùa giải 2020, câu lạc bộ Viettel đã có một đội hình nội binh đang ở độ chín của sự nghiệp. Thêm vào đó là những sự bổ sung của những ngoại binh đầy chất lượng. Điều quan trọng, trên băng ghế chỉ đạo, họ có sự góp mặt của những hào thủ của Thể Công năm xưa, đặc biệt là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, một người đàn ông được người ta nhắc tới với xưng danh ông vua về nhì. Tuy nhiên, sau mùa giải 2020 thì điều đó chắc chắn sẽ là dĩ vãng. Người ta sẽ nhắc đến vị chiến lược gia sinh năm 1975 với triết lý chỉ một là đủ. Trong 20 trận đấu ở mùa giải 2020, Viettel thắng tới 12, hòa 5 và chỉ thua 3. Trong số này, Viettel chỉ có 3 chiến thắng với cách biệt hơn 1 bàn. 9 trận còn lại họ chiến thắng tối thiểu với 1 bàn. Điều đặc biệt ở giai đoạn 2, 6 trận đầu cuối, Viettel FC đã có tới 5 chiến thắng với tỷ số 1-0. Và rồi sau tất cả bằng một triết lý khoa học, đã hay rồi lại còn may, sau nhiều năm làm lại từ con số 0, Viettel FC, đội bóng hậu duệ của Thể Công, đã vô địch và phá vỡ sự thống trị của người láng giềng Hà Nội FC. Họ bước lên một đỉnh cao mới và người ta thường nói trên đỉnh cao sẽ có rất nhiều gió. Cho nên nhiệm vụ huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ càng nặng nề thêm ở mùa giải 2021. Điều thật nghiệt ngã đã đến với cầu thủ thực hiện cú đá phạt không thành công này. Có người nói rằng cú đá phạt ấy không dành cho cầu thủ sinh năm 1991 và cú sút hỏng ăn này khiến anh mất điểm trước thầy Bắc. Thế nhưng những người hiểu anh thì chia sẻ, nguyên khao khát ghi bàn trong trận đấu này, đây sẽ là một món quà dành tặng sinh nhật cậu con trai Văn Quân và bản thân anh cũng có lần lý giải điều này với thầy Bắc. Sau đó, anh ngồi dự bị toàn bộ những trận đấu còn lại tại AF Cup 2018. Chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận lùi về phía sau
để đồng đội tỏa sáng và không bao giờ đánh mất trách nhiệm với tập thể. Dù một quãng thời gian dài không được thầy Park trao cơ hội, nhưng anh vẫn ở phía sau để cổ vũ những đàn em, và với anh, tất cả là sự thể hiện ở mỗi lần bước ra sân thi đấu. Có đủ mọi danh hiệu từ cá nhân đến tập thể tại V-League, nhưng phải đến hết mùa giải 2020, Văn Quyết lần đầu tiên được xướng tên cho danh hiệu của bóng vàng Việt Nam. Đó là những sự ghi nhận và cũng là thành quả cho cả một quãng đường của thủ quân Hà Nội FC dành cho bóng đá. Cho ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất đặc biệt, những đại diện của nhà vô địch và á quân của V-League, cũng là nhà vô địch và á quân của Cúp Quốc gia. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với em. Cách đây 10 năm em cũng may mắn nhận được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên em nhận danh hiệu của bóng đá Việt Nam. Hai nơi mà em rất muốn cảm ơn, đấy là trung tâm bóng đá Thể Công Viettel, nơi đã nuôi dưỡng và phát hiện ra em. Và em rất là cảm ơn đến câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, nơi mà đã cho em trưởng thành đến ngày hôm nay. Của Văn Quyết trong suốt những năm qua, ngày hôm nay Quyết cảm ơn câu lạc bộ Hà Nội là điều dễ hiểu. Bởi chính đội bóng thủ đô là nơi mà cầu thủ sinh năm 1991 tỏa sáng rực rỡ nhất. Anh đã 4 lần đăng quang V-League, 3 lần giành siêu cúp quốc gia và 2 lần lên ngôi tại cúp quốc gia. Chính những thành công và con đường 10 năm gắn bó với Hà Nội FC đã khiến người hâm mộ quên rằng tiền đạo Quyết Thạch Thất này được phát hiện ra và đào tạo tại Viettel Thể Công. Chất lính trong con người của Văn Quyết luôn rực cháy khi anh không bao giờ ngừng khát khao. Xin nhắc lại rằng là Văn Quyết là một trong những cái cầu thủ mà chúng tôi luôn ở trong danh sách của chúng tôi luôn luôn quan tâm. Tôi cũng thường xuyên đi xem các cái trận đấu mà đội Hà Nội thi đấu và tôi thấy bạn ấy thi đấu tốt. Tôi cũng xin nói rằng là đối với cái đội tuyển quốc gia thì chúng ta sẽ luôn luôn mở rộng cửa với tất cả mọi cái cầu thủ. Và có lẽ cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu học trò nên thầy Park đã quyết định điền tên anh trở lại vào danh sách tập trung đội tuyển quốc gia. Đó là điều hợp lý và cần thiết. Đội tuyển Việt Nam có thêm một cầu thủ tài năng, bản lĩnh và giàu nghị lực. Hành trình trở lại đội tuyển quốc gia của Văn Quyết sẽ là tấm gương cho những cầu thủ đang đi tìm sự khẳng định. Mùa giải này gặp bao chông gai, hé cứ tí lại toa. Mùa giải này gặp bao chông gai, VFF cố gắng vượt qua. In 2020 V-League vẫn VFF. Đau đầu mùa này khó khăn, đau đầu tìm solution. Giải quốc tế thì tạm hoãn, giải quốc nội thì phải chờ. Nhưng mà mùa giải khác, cầu thủ muốn thi đấu mà sân thì vẫn ở yên đó, đường các team đua tranh tài. Nhìn vào tuần rồi mới biết, không tự tung thật buồn mà không có gì để đá trước khi dịch chìm xuống à. Không phải player nhưng mà vẫn phải trông chờ, nhiều khi kiệt sức chỉ vì quá nhiều giải không diễn ra. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với AFC, chuẩn bị rồi phải hoãn, chỉ quốc nội mấy an yên. Quốc tế khó khăn, biết bao giờ hết long đau, bao giờ mới đến lúc cho phép mình được player. Mang theo bao thao thức cho đến một ngày, trọn vẹn niềm mong ước suốt những đêm ngày, cùng dòng người trên phố mang sắc tươi sao vàng tìm về sân đấu ghê. Mùa giải này gặp bao chông gai, hễ cứ thi lại toàn. Quốc tế đứng im đâu cũng không thể đi. Mùa giải này gặp bao chông gai, vẫn cố gắng vượt qua. V-League Bambu vẫn cứ sau một năm.